Kính chào quý vị đang đến với Bóng đá MLS Plus. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị một số nội dung như sau. Phan Văn Đức trở lại sau chấn thương. Sau khi phải nghỉ thi đấu trong gần như trọn vẹn một giải 2019 vì chấn thương, Phan Văn Đức đã trở lại và chứng minh vai trò đầu tàu tại Sông Lam Nghệ An. Đầu tháng 8, VFF công bố danh sách 36 cầu thủ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối năm. Trong số này, cái tên lạ mà quen Phan Văn Đức cũng góp mặt. Từ sau Asian Cup 2019, Phan Văn Đức từ vị thế của một người chắc suất đá chính đã phải vắng mặt trong tất cả các chiến dịch lớn sau đó của đội tuyển quốc gia. Chấn thương đầu gối đã lấy đi của Đức Cọt quá nhiều thời gian và cơ hội. Cùng với đó là những lần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải đau đầu tìm người thay thế Phan Văn Đức cho vị trí chạy cánh trái trên hàng công. Sau đó, mọi kế hoạch đã đổ bể. Phan Văn Đức chưa thể tập trung trở lại cùng đội tuyển Việt Nam bởi FIFA và AFC quyết định hoãn thi đấu vòng loại World Cup sang năm 2021. Tuy nhiên, việc được gọi trở lại đội tuyển quốc gia cũng có thể coi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Hơn nữa, dù từ giờ đến hết năm, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào, nhưng ban huấn luyện dự kiến vẫn tập trung đội sau khi V-League 2020 kết thúc vào cuối tháng 11. Và chắc chắn với vai trò thủ lĩnh lối chơi của Sông Lam Nghệ An, việc Phan Văn Đức tiếp tục được triệu tập là điều không có gì bất ngờ. Còn nhớ ngày đầu mùa giải 2019, người hâm mộ sững sờ khi biết tin Phan Văn Đức dính chấn thương đầu gối trong một buổi tập. Chấn thương dập sụn chêm khiến Đức Cọt phải nghỉ khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc chỉ có thể trở lại ở lượt về V-League 2019. Thế nhưng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của cơn ác mộng. Đến giữa tháng 6, Phan Văn Đức bất ngờ gặp chấn thương cực nặng khi tập luyện dù không va chạm với bất kỳ ai. Chỉ sau một cú ngoặt bóng, Đức Cọt nằm gục xuống sân, ôm đầu gối đầy đau đớn. Kết quả khám sau đó cho thấy, tiền vệ sinh năm 1996 bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối, phù đầu dây chằng chéo ngoài, dập rách sụn sau và phù dập rải rác lồi cầu xương ngoài. Chưa kịp trở lại sau chấn thương cũ, chấn thương mới đã khiến Phan Văn Đức phải nghỉ hết năm. Đối với cầu thủ, chấn thương đầu gối chính là cơn ác mộng mà không ai muốn trải qua. Ngoài việc mất nhiều thời gian phục hồi, việc lấy lại phong độ với một cái đầu gối từng bị tổn thương nặng về dây chằng cũng là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, những khó khăn đó dường như chỉ là thử thách để Phan Văn Đức chứng minh cho tất cả thấy phẩm chất ngôi sao và nỗ lực phi thường của mình. V-League 2020 trở lại cũng là lúc cầu thủ quê Yên Thành khẳng định vai trò thủ lĩnh của mình trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Với những bước chạy tốc độ nhưng không kém phần khéo léo, Phan Văn Đức chính là nhân tố vô cùng quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Và minh chứng lớn nhất cho sự trở lại của Phan Văn Đức không gì khác chính là việc lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, chứng minh cho tất cả thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình sau quãng thời gian dài vắng bóng. Và dĩ nhiên, đi cùng với đó là cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia cho cầu thủ này. Tinh thần mang thông điệp về sự bứt phá, tốc độ, bền bỉ vượt qua khó khăn của Phan Văn Đức cũng góp phần giúp anh tiếp tục để lại nhiều ấn tượng với các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu bóng đá. Văn Lâm nhận tin cực vui tại Thái Lan. Thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội ở câu lạc bộ Muangthong United nhận tin vui khi lời đồn huấn luyện viên trưởng Alexander Gama rời đội được xóa bỏ. Cách đây vài ngày, truyền thông Thái Lan khiến người hâm mộ câu lạc bộ Muangthong United mà Văn Lâm đầu quân dao động tinh thần khi tung tin đồn huấn luyện viên trưởng Alexander Gama Brazil sắp rời đội, đầu quân về câu lạc bộ Thái Port. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 9, chủ tịch câu lạc bộ Thái Port Nua Phan Lam Sam chính thức lên tiếng rằng đội bóng sẽ không thuê huấn luyện viên người nước ngoài mà sử dụng huấn luyện viên nội. Trước đó, Thái Port sa trưởng huấn luyện viên trưởng vì thành tích sa sút, từ đó dấy lên tin đồn chiêu mộ huấn luyện viên Alexander Gama của Muangthong United về. Văn Lâm đang có phong độ rất ấn tượng khi được huấn luyện viên Alexander Gama tin tưởng trao suất bắt chính trong hai lượt đấu vừa qua ở Thái League. Ngày mai 26 tháng 9, anh cùng đồng đội câu lạc bộ Muangthong United chinh phục vòng 7 Thái League gặp đội đang xếp hạng 3 Ratchaburi. Văn Lâm được huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo quan tâm đặc biệt trong bối cảnh thủ thành Philip Nguyễn chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đích thân thầy Park gọi điện cho Văn Lâm động viên khi Thái League trở lại sau dịch bệnh Covid-19. Với phong độ ấn tượng trong hai trận qua của Văn Lâm, hẳn người vui nhất không ai khác là huấn luyện viên Park Hang-seo. Đua tranh quyết liệt giành vé AFC Champions League. Đúng vào thời điểm mùa giải tái khởi tranh, bóng đá Việt Nam nhận được món quà quý. Liên đoàn bóng đá châu Á trao cho đội vô địch V-League 2020 một suất dự vòng bảng AFC Champions League 2021 và liều thuốc tinh thần này sẽ tạo ra những màn đua tranh ngoạn mục.
Nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho bóng đá châu Á phát triển, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã quyết định tăng số lượng câu lạc bộ dự vòng bảng AFC Champions League từ 32 lên 40. Theo thông báo sơ bộ của AFC, đội vô địch V-League 2020 sẽ lấy suất dự thẳng vào vòng bảng AFC Champions League năm 2021 và được AFC chia vào các bảng ở khu vực phía đông. Còn đội Á quân V-League 2020 sẽ dự thẳng vòng bảng AFC Cup 2021. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF nói: "Chúng tôi kỳ vọng ở lần trở lại thứ hai này, V-League sẽ tiếp tục cống hiến những trận cầu đỉnh cao." Bước sang giai đoạn 2, cuộc đua tranh chức vô địch V-League dành cho 8 đội đứng đầu giai đoạn 1 sẽ càng trở nên kịch tính. Bởi đội nào giành chiến thắng chung cuộc sẽ vinh dự đại diện cho bóng đá Việt Nam có mặt ở đấu trường lớn nhất châu lục là AFC Champions League. Điều này sẽ kích thích các đội phải nỗ lực, tận hiến hơn nữa. Khi các đội phô diễn hết năng lực của mình, giải đấu sẽ càng hấp dẫn. Ông Tú cho biết thêm, tuy nhiên, cũng theo quy định khắt khe của AFC, Việt Nam được một suất trực tiếp dự AFC Champions League và ưu tiên lấy đội vô địch V-League, nhưng đội đó bắt buộc phải đạt các tiêu chí cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp của AFC. Trong trường hợp đội vô địch V-League không đạt tiêu chí, AFC sẽ lấy đội tiếp theo, nhưng sẽ chỉ lấy đến đội nằm trong top 50%, cụ thể là V-League thì chỉ xét đến đội thuộc top 7. Một câu lạc bộ để được AFC cấp phép phải thỏa mãn một loạt những tiêu chí về cơ sở vật chất, tài chính, phải giữ ít nhất 4 giải trẻ trong hệ thống giải trẻ quốc gia. Câu lạc bộ Hà Nội đã từng bị gạch tên khỏi AFC Cup mùa 2020 vì dù vô địch V-League 2019 nhưng lại không cử đội U15 dự giải U15 quốc gia 2019. Còn quá sớm để nói chức vô địch sẽ thuộc về ai, bởi giai đoạn 1 mùa giải còn 2 vòng nữa mới kết thúc để xác định top 8 tranh ngôi vô địch, còn top 6 tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2. Nhưng chỉ ít xét và tham vọng, thực lực cũng như điểm số thực tế trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu có thể định dạng những đội bóng có nhiều cơ hội tranh ngôi vương. Trước hết, hãy nói về Sài Gòn FC, đội đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 23 điểm. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bày tỏ, mục tiêu được thi đấu ở AFC Champions League hoặc AFC Cup là tham vọng của bất kỳ đội bóng nào có sự đầu tư nghiêm túc. Sài Gòn FC cũng không phải ngoại lệ. AFC tăng suất cho Việt Nam là một hình thức ghi nhận sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam dù chúng ta vẫn còn thua Thái Lan một suất. Nếu đạt kết quả tốt tại mùa giải năm nay và được đi AFC Cup hoặc AFC Champions League, đội Sài Gòn sẽ có sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc và khi ra biển lớn, chúng tôi không coi đó đơn thuần là rèn luyện, cọ sát mà cố gắng để tranh tài. Đã là bóng đá chuyên nghiệp thì tự thân câu lạc bộ phải lo được cho mình từ lực lượng và quan trọng nhất là kinh phí. Vì VFF, VPF không thể hỗ trợ nhiều, ông Thành nhấn mạnh, bước chân ra châu lục, trình độ cầu thủ sẽ lên một tầm cao mới. Hãy nhìn Thái Lan đá AFC Champions League và AFC Cup đều mang lại kết quả rất tốt. Đội tuyển Việt Nam đang xếp trên bóng đá Thái Lan thì các câu lạc bộ Việt Nam cũng phải cố gắng cải thiện thành tích. Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ từng bước đầu tư dựa trên sức mạnh tập thể, cải tạo cơ chế vận hành theo hướng chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu đó. Bám đuổi Sài Gòn là Viettel với 19 điểm, tạm đứng thứ hai, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhận định. Xét về các tiêu chí để được cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp, đội Viettel thừa điều kiện, nhưng chúng tôi lại có điểm yếu về kinh nghiệm thi đấu, nên từ nay đến khi V-League 2020 khép lại, các cầu thủ trẻ phải cố gắng rất nhiều để không mắc những sai sót đáng tiếc như tại trận chung kết Cúp Quốc gia 2020. Viettel rất muốn đi ra châu Á để mở mang kiến thức và trình độ. Lãnh đạo câu lạc bộ Viettel còn khẳng định, tập đoàn Viettel định hướng về chiến lược đưa đội trở thành một câu lạc bộ mạnh tầm châu lục. Để thực hiện được tham vọng này, việc sớm được thi đấu cọ sát ở sân chơi khu vực và châu Á sẽ là cơ hội rất tốt để có thể hoàn thiện kế hoạch đầu tư phát triển. Chính vì vậy, khi có thông tin Việt Nam có thêm suất dự các giải của AFC, chúng tôi đã xác định đó là một động lực để đội bóng quyết tâm thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2020. Dù kế hoạch được giao là trong top 5, nhưng nhất định câu lạc bộ sẽ đạt quyết tâm cao nhất. Trở lại với phong độ cực kỳ ấn tượng với ngôi vô địch Cúp Quốc gia, Hà Nội thực sự là ứng viên tiềm năng cho ngôi vô địch V-League, dù mới chỉ đang đứng top 4 với 18 điểm. Câu lạc bộ Hà Nội đã có vé dự vòng bảng AFC Cup 2021 theo quyết định mới nhất của AFC vì vô địch Cúp Quốc gia, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ấp ủ tham vọng lớn hơn. Năm 2019, đội Hà Nội đã tạo tiếng vang lớn khi đi tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup. Năm nay, Hà Nội sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League và góp mặt ở sân chơi danh giá AFC Champions League. Còn chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: "Nếu được dự AFC Champions League, chúng tôi còn đầu tư mạnh hơn nữa bởi sẽ đối đầu với những câu lạc bộ rất giỏi của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Vẫn biết khoảng cách trình độ của Việt Nam và các câu lạc bộ châu Á còn khá xa, nhưng nếu không dám bước đi, cứ nghĩ mình không đủ lực thì sao biết mình đang ở đâu. Vì dịch bệnh, AFC Cup 2020 bị hủy là điều quá đáng tiếc vì thành phố Hồ Chí Minh đang chơi tốt. Khi được đá những sân chơi lớn, cầu thủ đã tiến rất nhanh từ cả chuyên môn lẫn tâm lý. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Bóng đá M+. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!